mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị ngày mới vui vẻ và bình an. Mình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Video ngày mùng 5 tháng 7 năm 2024 mình xin tiếp tục cập nhật tới quý vị những cái tiến độ thi công mới nhất từ công trường cầu Rạch Miễu 2 và đường dẫn hai đầu cầu. Hiện nay thì tiến độ hoàn thành của đường dẫn bờ Thới Sơn cũng được các nhà thầu thi công, triển khai thi công rất là nhanh chóng thưa quý vị. Như trước màn hình quý vị đang theo dõi thì các nhịp dầm cầu đã gác dầm của nhịp dẫn bờ Thới Sơn đã được thi công bản mặt cầu xong rồi thưa quý vị. Và đang tiến hành thi công lắp đặt bản liên tục nhiệt thưa quý vị. Và nhịp bản mặt cầu nhịp P26 và 27 đang được đơn vị thi công gấp rút làm thép xong chuẩn bị đổ bê tông. Còn đây là trụ tháp P20 phía bờ Thới Sơn. Mũi thi công trụ tháp đã được các anh đổ bê tông xong cho đốt thân trụ thứ 26 và đang tiến hành lắp đặt cốt thép cho đốt thân trụ thứ 27. Rất là nhanh đúng không quý vị? Như vậy là còn 5 đốt nữa sẽ hoàn thành trụ tháp dây văng. Còn mũi thi công dầm ngang trên đang hoàn thiện sàn công tác chuẩn bị cho công tác lắp đặt cốt thép. Còn mũi thi công khối K0 đã hoàn thành lớp thép đáy và đã đi những ống cắt dự ứng lực cho đáy khối K0. Với tốc độ thi công như thế này thì khoảng 5 ngày nữa là đổ bê tông đợt 1 cho khối K0.
Còn bên đơn vị thi công trụ PM19 cũng đã triển khai lắp đặt cốt thép xong cho hai dầm dọc. Tốc độ thi công cũng rất là nhanh chóng thưa quý vị. Còn phía đường dẫn bờ Bình Đức thì trụ K15 đã đập xong đầu cọc, công tác chuẩn bị lắp đặt cốt thép bệ. Trụ P14 đang tiến hành đổ bê tông cho đốt thân trụ thứ 3. Trụ P9 đã lắp đặt xong cốt thép xả mũ, đã ghép ván khuôn xong sẵn sàng đổ bê tông.